dập cộng cắt dưỡng xin chép 2000. Một cái đặt. Lưu ý trước khi reset là mình phải lưu lại tất cả những thông số giao cắt, thông số đúng là trình độ sai lệch giữa giao cắt, giao cắt ba tông, giao cắt giá dưỡng trùng với bút vẽ, nên là chính sai số của hai cái đấy trùng với bút vẽ. Reset là con fit sẵn làm vector reset này, enter này sẽ nháy này, đánh enter lần nữa là nó reset này. Đấy. Vậy là xong rồi.